nữ hoàng thể hình đẹp nhất Trung Quốc ế vì chỉ thích trai châu Phi. Sở hữu sắc đẹp chẳng kém hoa hậu, nhưng mỹ nhân của làng thể thao Trung Quốc lại không thể kiếm được bạn trai vì yêu cầu quá cao. Tài năng, cao 1m68 và có gương mặt xinh đẹp như hoa hậu, nhưng nữ hoàng thể hình đẹp nhất Trung Quốc, Mông Cong, vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, khiến nhiều khán giả hết sức ngỡ ngàng. Theo tờ KK News Trung Quốc, Mông Cong chính là nữ vận động viên thể hình đầu tiên của Trung Quốc giành chức vô địch nữ tại giải thể hình uy tín mang tên Arnold của Mỹ. Cô cũng từng 6 lần vô địch thể hình quốc gia. Nữ lực sĩ có biệt danh Bọ Cạp vẫn đang độc thân ở tuổi 34 vì cô từng đưa ra tiêu chí chọn bạn trai khác người. Cô mong muốn bạn trai của mình phải thật cơ bắp, mạnh mẽ, có làn da đen khỏe mạnh và cô rất hạnh phúc nếu nửa kia của mình là một anh chàng người châu Phi. Chính vì những tiêu chí kể trên, có rất nhiều chàng trai ở đất nước tỷ dân đã không tự tin để ngỏ lời tán tỉnh cô nàng cá tính này, từ đó khiến người đẹp thể hình vẫn ế ở tuổi 34. Mô Cong, sinh năm 1985, là vận động viên thể hình kiêm huấn luyện viên thể hình nổi tiếng ở Trung Quốc. Thể hình vẫn được mặc định là bộ môn dành cho nam giới, và đẹp tập thể hình thường bị xem là dị biệt do đi ngược lại quy chuẩn về sự nữ tính. Hiện tại, quan niệm này đã cởi mở hơn khi có không ít phụ nữ theo đuổi việc xây dựng thân hình cơ bắp. Có thể lấy ví dụ là về vận động viên, huấn luyện viên thể hình Mô Cong, người sở hữu nửa triệu người theo dõi trên Weibo và được đông đảo người hâm mộ biết tới. Cô sở hữu nửa triệu người theo dõi trên Weibo, mạng xã hội phổ biến nhất của Trung Quốc. Người đẹp sinh năm 1985, năm nay đã bước sang tuổi 36 nhưng vẫn được nhận xét là trẻ trung, đặc biệt gây ấn tượng với vóc dáng đá tảng. Người hâm mộ dành cho cô nhiều mỹ danh như búp bê cơ bắp, King Kong Barbie, hoa hậu thể hình hay Hulk phiên bản nữ. Cô hy vọng mình có thể tạo dựng được thân hình rắn giỏi tựa đá tảng nhưng linh hoạt và mềm mại như nước. Cô cũng là nữ vận động viên Trung Quốc đầu tiên có được thẻ vận động viên chuyên nghiệp từ Liên đoàn Thể hình Quốc tế. Hiện tại, Mô Cong đang vận hành một trung tâm thể hình cá nhân, vượt qua quan niệm đều gọi là vẻ đẹp phương Đông. Mô Cong khẳng định phụ nữ châu Á không có bất kỳ nhược điểm về vóc dáng. Thể hình là đam mê nền tảng. Ban đầu Mô Cong có được bộ môn khác, nhưng sau đó cô chọn thể hình là mục tiêu dài hạn. Trên trang cá nhân của cô chia sẻ nhiều video tập luyện thể hình. Người đẹp không chỉ tập đều đặn mà mỗi lần tập đều tập nặng với các động tác khó và thường tập cùng tá. Vốn là vận động viên thể hình nên chế độ tập luyện của cô khác với những vận động viên không chuyên. Mô Cong có chia sẻ một số động tác đơn giản để xây dựng cơ bắp mà bất cứ ai có thể làm được. Chỉ với dụng cụ là một chiếc ghế đầu, bạn có thể thực hiện hàng ngày để cải thiện vóc dáng của bản thân. Bạn hãy đứng chân một chân lên một chiếc ghế, chân còn lại đá ra sau, chú ý không gập eo. Người thẳng, một tay chống hông, một tay còn lại đặt lên gối. Bạn giữ thăng bằng và lặp lại 10 đến 15 lần cho mỗi bên. Một động tác khác bạn có thể tập là squat bật nháy. Bạn tự tạo tư thế ngồi xổm squat thông thường, dồn trọng tâm cơ thể vào vùng hông sau và đùi sau, sau đó bật lên ghế. Động tác này không chỉ giúp bạn làm săn chắc vòng 3 mà còn vong lại vòng 2 thon gọn. Chính bởi vậy, squat được xem là động tác tập kinh điển và được phát triển với nhiều biến thể. Bên cạnh việc tập gym, Mô Cong còn thấy niềm đam mê về khiêu vũ, người đẹp tập múa và tập nhảy. Việc tập gym là nền tảng thì với Mô Cong, khiêu vũ khiến thể chất thăng hoa. Mặc dù dáng người của cô có phần khác với tiêu chuẩn mảnh mai, không tránh khỏi một số nhận xét không phù hợp với bộ môn như nhảy múa, nhưng Mô Cong đã chứng minh điều ngược lại. Cô không chỉ thực hiện bài tập một cách hoàn hảo, cho thấy sự dẻo dai, linh hoạt, mềm mại mà còn tự tin nhảy trên giày cao gót. Xu hướng hiện đại cho thấy không ít người lựa chọn tập nhảy như hình thức giữ dáng bởi âm nhạc tinh thần giúp con người thoải mái, không gây áp lực giống như các bộ môn khác. Khiêu vũ còn là vận động đòi hỏi cơ thể phối hợp nhịp nhàng nên có hiệu quả trong việc đốt cháy calo. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về vận động viên thể Trung Quốc Mô Cong. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ đăng ký và nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.